vàng này. Vàng vàng này. Có cái đuôi. Chú ơi, chú kêu họ đến họ lấy đi, chú kêu họ đến họ lấy đi chú. Nghe hả? Lát nữa mình đi. Cái khu công viên anh có thấy rồi, cho anh xe rắp cô biết gì rồi. Dạ à, đâu quá trời heo mới nói mà. Rồi coi giùm anh nha, biết sao á. Dạ cái là gà chiên nước mắm đó bà ơi, nhiều khi nó mặn ăn thử coi rồi hãy cho nước tương. Nhìn cái gà đẹp ghê chứ. Gãy tay hả? Giờ lâu là bán cái gì? Giờ bà bán nước cam này hả? Nước mía hả? Phụ với con rồi làm. Chào các bạn. Hiện tại là khoảng 8 giờ 15 phút sáng ngày 1 tháng 5 năm 2020. Và mình đang có mặt ở nhà số 690 Suite 2D, Nguyễn Duy, quận 8 ha. Hôm nay bên mình sẽ nấu 400 phần đùi gà chiên. Mấy ngày hôm trước có anh Can Viên Trần ở bên Mỹ, anh gửi về số tiền hơn độ 5.700.000 đồng. Và chị Hạnh ở Mỹ nữa, gửi về số tiền hơn 4.600.000 đồng. Tổng số tiền là hơn 10 triệu ha. Thì một phần đùi gà chiên ở đây là 25.000 đồng thôi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau đi xem nấu cơm ha. Thực tế thì họ đã chiên trước khoảng độ 2 thao rồi. Còn chừa lại 1 thao ở đây nè. Phải làm gì mới kịp 400 phần nữa. Đây, một phần gà rất là lớn. Gà chiên nước mắm. Lớn quá trời. Ơi canh cải. Vậy là hai nồi canh rồi đó. Ủa, em thấy bên ngoài vậy không phải là canh cải dài phải? Cải thảo. Cái này cải thảo thì cải nồi. Hèn chi em thấy nó khác. Nồi này nồi kia. Đây là canh cải thảo. Ê, nồi cải nồi. Quá đã luôn. Ôi sao cái đùi này lớn như vậy? Cái miếng nó vừa chặt dạ. Quá, trời nó lớn như vậy. Miếng nó vừa chặt dạ. Cảm thấy có xù luôn. Cho ra vậy lát bỏ vô bao dễ hơn. Bữa nay mình qua quận 5 mình phát. Nhiều lắm mà nó chìm ở dưới đó là dịch bọng đó. Qua cái clip hôm qua vui á, ví dụ vé số. Đứa nào coi cũng cười. Cái sợ không thấm á, cái khứa chiên cái nó dút lỡ còn chút xíu à. Mà cái nước mắm này là mình
Ở đây là nó về vậy trước, giờ cũng có một chút nước mắm nhiều chút. Dạ, là chỉ nước mắm. Cái nước sốt nước mắm chiên sao? Dạ. Vì hôm nay đúng là nấu sườn. À. Mà những người mà mình bác á, người ta yêu cầu có gà, có gì làm gà. Ờ. Hiểu hiểu không? Hiểu hiểu. Ngày mai qua sườn. Người ta nói làm món gà đi con nít rồi, nít rồi phải ăn mà phải người lớn nói mà đấu đồ ăn nó phải ăn. Bây giờ em thấy cái ngày đầu á, gà dở dần thấy không? Không thiệt luôn em nhớ không? Bữa nay 400 phần ok á. Bữa nay thì 400 này đủ. Em nếm thử cái nước mắm ướp rất là tốt, ngon á. Dạ. Rồi, vô cơm. Ghê. Bữa nay ướp ngon á. Rất là ngon. Ngon, để ướp ngon. Quá đẹp. Nó không có bị mặn, nó rất là vừa miệng luôn, đã con thử rồi. Bớt cơm lại nhiều lắm chị, nhiều quá nó độn lên. Rồi. Biết nhiều mà mổ thì dữ vô mô Phật. Yeah.
cảm ơn nha. Dạ, chào chú. Phần à. Hết thẻ là vợ, hết thẻ là thôi ha. Hết thẻ gì không? À. Wow, ở bên kia nít còn nhiều lắm à. Ủa sao kỳ vậy? Số thẻ mình phát ra cuối cùng lại
Hải thượng đàn ông. Con rồng là phía trước đó, ở ngay chỗ đó đó, đối diện với đường Học Lạc, ngay nhà Á Đông rồi. Ngừng đây nè anh Phương ơi, ngừng đây nè, góc quay nó rõ hơn, cái bịch để đây nè. Chú ơi, chú kêu họ đến họ lấy đi, chú kêu họ đến họ lấy đi, chú ghê hả? Qua bển đi, mình xác bển. Lát nữa mình đi. Để khu công viên. Anh có thấy? Rồi cho anh xe ráp. Cô biết gì? Cô biết. Rồi. Lại đây cho. Dạ.
quá trời. Đâu quá trời heo mới nói mà. Rồi. Coi giùm anh nha, biết sao á. Rồi rồi. Rồi, chào chú, chào chú. Dạ, đi hướng đó hướng bên dạ dạ. Rồi. Chạy xe ôm mấy chú hả? Dạ. Dạ rồi. Rồi, chú lớn tuổi kia cũng bước tới kìa. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn chú. Vô rồi. Dạ. Không sao đâu, em cứ đứng đây đi. Em nghỉ đứng đây đi. Bạn về số. Đây là Cao Văn Lầu. Rồi. Cao Văn Lầu. Thấy ông xe xích lô bên kia mà không biết ông có không? Mỗi người một phần à, mỗi người một phần coi. Dạ. Bán rồi được mấy ngày rồi. Bán rồi được mấy ngày rồi. Mấy ngày rồi. Em không có chơi gì hết rồi. Em không có chuyện luôn. Rồi. Không bán được không? Mấy nó bán được không? Dẫn lên rồi. Người quá. Chợ Bình Tây, chợ lớn luôn của Đại Đông. Rồi, chú xe ôm. Chợ Kim Biên. Thôi gửi cơm cho chị này với chú này. Qua wow, đâu mà con đít coi. Cho bé mấy đứa bé luôn nè. Ghê đi. Cho chị thêm 2 phần cho chú với chị đó được rồi. Rồi. Cho nó thêm phần nữa em ơi, đủ rồi. Ừ, phần nữa thôi. Cho nó thêm phần nữa thôi được rồi em. 5 phần được rồi, gia đình về 5 phần được rồi.
cái người đó đâu cô? Cho luôn đi. Rồi, vé số. Bữa nay 1 tháng 5 mà đúng nghỉ nhiều. Ở cái chú cho ngoại. Dạ. Ngô Gia Tự. Dạ. Rồi có rồi. Ủa. Rồi. Dạ dạ. Dạ rồi, chú lấy một phần đi chú. Còn dạ con à, nó bụng tem mà mở quận 7 á. Dạ 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 rồi. Rồi à, chú lớn tuổi kia nữa kìa. Rồi à, đưa cho chú rồi đúng không? Rồi anh, ủa anh hút rác chưa lấy hả? Rồi à, đưa chú hai phần rồi đó chú. Dạ. Cơm gà chiên nước mắm chú ha. Dạ. Rồi. Rồi anh quay nè. Hả? À, 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 rồi. Ba tháng 2, Việt Nam Quốc Tự. Bán cái gì ta, bắt bán cái gì trời. Để cho ông chạy qua. Rồi rồi, dở anh làm mình. Thì bây giờ là phải chờ vô bệnh viện đưa cơm á. Dạ. Dạ.
cái là gà chiên nước mắm đó bà ơi, nhiều khi nó mặn ăn thử coi rồi hãy cho nước tương. Nhìn cái gà đẹp ghê chứ. Gãy tay hả? Bữa trời bão che nó đè. Xe đè không? Xe đúng miếng đè. Bão 26 tháng rồi. Có vậy con thấy quá trời hẹo. Trời ơi. Mới đi làm ăn chứ. Giờ là bán cái gì? Giờ bà bán nước cam này hả? Nước mía hả? Bụng với con rồi làm. Dạ. Bữa nay vắng quá trời. Bạn thử cái miếng gà coi nó thấy nó làm sao, đưa tay dùng tay luôn ăn chắc nhanh hơn. Bà dùng cái tay bóc lên ăn luôn chắc thấy dễ hơn đó bà. Dạ đâu gì đâu đó. Còn cái tay gạch đồ nó. Dạ thấy có vị sao bà? Ăn được ngon. Ngon hả? Dạ để bữa bà cũng chay hoài à. À bạn chay rồi bữa nay ăn mặn. Chai này cho mỗi ngày. Dạ. Ăn chay. Nó ăn mặn thì thấy ngon rồi. Là ướp vừa đúng không? Không mặn đúng không ạ? Mặn mặn ngọt ngọt đúng không ạ? Vừa khỏi trang. Dạ, vừa khỏi trang đúng rồi. Rồi, bệnh viện quận 8. Mình dành 15 phần cho khoa thận á, rồi không, bây giờ phải đủ 15 phần cho khoa thận á. Còn bao nhiêu phần của khoa thận? Tách cái 15 phần của khoa thận đã. Còn kìa. Dư rồi. Không, tại vì bên em có bên có hứa bên bãi rác bên kia nữa. Cho chú bảo vệ hộp trước đi anh. Mỗi người hộp. Mỗi người hộp cô. Dạ. Chị mấy người chị? Rồi. Nhưng mà bữa nay mình còn mình gửi cho họ thôi. Bữa nay rồi khóa thận xuống kìa. Dạ bây giờ báo khóa thận không? Đủ chưa? Lấy qua đủ 15 phần cho khóa thận đi. Đúng 15 phần đi, đưa cho bên khoa thận thôi. Hôm nay mình cho bãi rác là đủ rồi. Ừ. 8 phần rồi. Rồi là đủ bãi rác rồi đó. Còn cái này đếm cho khoa thận thôi. Khoa thận 15. Rồi đó, để đếm nè, để đếm. Người nào quen chứ thấy hoàng ngàn. Thôi đấy, bên cái thùng này đi. Người nào quen chứ thấy hoàng ngàn. Thí nào? Thí là ở dưới Bình Hưng nó chạy thận á. Nhạc thí. Dạ biết rồi, bà thí á. Bà thí gì á, bà thí bà đó á. Tức là cho cái chữ thí mà chạy thận á hả? Vậy thì em mang lên được đúng không? Em mang vô. Khỏi hả? Dạ. Dạ. Bữa nay thứ mấy? Ủa sao vậy ta? Mấy người đó đi đâu hết trời? Mấy người đó đi từ. Có số này gọi đi.
tay thì còn nhé. Hết cơm, nhanh tay thì còn, dạ. Dạ. Hai phần rồi. Mới đổ nước tương đó chú. Còn mấy người kia đâu rồi ta? Cũng là không có rồi. Dạ. Cũng là không có rồi. Dạ. Thôi mới về, không có về rồi. Thôi, về dạ. Rồi. Thôi để nó rồi, con bán đi dọc đường về cho luôn mà. Dọc đường về coi ai bán cho rồi. À, còn xin nữa kìa. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.